Là một trong 15 trung tâm thuộc CGIAR, Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI không ngừng tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu chăn nuôi trong 50 năm qua. Trung tâm đã đóng góp quan trọng vào việc giải quyết các thách thức lớn như an ninh lương thực, sinh kế bền vững, biến đổi khí hậu và các vấn đề về sức khỏe cộng đồng. Từ những năm 2000, INRI đã bắt đầu các hoạt động nghiên cứu tại Đông Nam Á, tập trung nâng cao sức khỏe động vật và cải thiện năng suất chăn nuôi. Tại Philippines, INRI hỗ trợ kiểm soát ký sinh trùng và nghiên cứu về thức ăn chăn nuôi thông qua mạng lưới nghiên cứu hệ thống cây trồng vật nuôi Castren. Tại Indonesia, trung tâm đã triển khai mô hình giám sát và phản ứng dịch bệnh có sự tham gia nhằm kiểm soát cúm gia cầm. Từ những thành công ban đầu, INRI mở rộng nghiên cứu về an toàn thực phẩm, bệnh lây truyền từ động vật sang người và sức khỏe hệ sinh thái EcoHealth tại 6 quốc gia. Tại Việt Nam, INRI bắt đầu hoạt động từ năm 2006 và chính thức thành lập văn phòng khu vực tại Hà Nội vào năm 2017. Thông qua các quan hệ đối tác chiến lược, INRI thúc đẩy các đổi mới trong hệ thống chăn nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về thịt và trứng của người dân. Từ năm 2000 đến 2024, INRI triển khai hơn 70 dự án tại nhiều quốc gia Đông Nam Á với tổng ngân sách gần 30 triệu đô la Mỹ, mang lại lợi ích cho hàng triệu người dân. INRI xây dựng hợp tác chặt chẽ với các trường đại học trong khu vực, đào tạo 11 tiến sĩ và 25 thạc sĩ cử nhân, giúp nâng cao năng lực về an toàn thực phẩm, dịch tễ sinh học, dinh dưỡng và sức khỏe động vật. Các sáng kiến hợp tác giữa INRI và đối tác góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi và cải thiện sinh kế cho nông dân. Cùng với các đối tác, Viện Chăn nuôi Việt Nam và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi và Thú y Campuchia, INRI giới thiệu nhiều giống gà có năng suất cao, giúp tăng sản lượng thịt và trứng tại hai quốc gia. Các sáng kiến nâng cao năng suất chăn nuôi của CGIAR tại khu vực Tây Bắc hỗ trợ nông dân cải thiện chăn nuôi và tiếp cận thị trường thông qua các giải pháp về quản lý sức khỏe động vật, tối ưu hóa thức ăn và phát triển giống di truyền. Thông qua cách tiếp cận một sức khỏe và với nguồn tài trợ từ Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc, ACIA, Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức, BMZ và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID, INRI và các đối tác đã hỗ trợ giải quyết các mối nguy cơ về an toàn thực phẩm, giúp cải thiện thực hành vệ sinh tại các quầy bán thịt lợn, giảm nguy cơ ô nhiễm vi sinh và nâng cao nhận thức về sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam và Campuchia. Cái cách tiếp cận đa ngành và liên ngành thì tôi cho là cái yếu tố then chốt của INRI mà để kết hợp giữa các nhà khoa học, chính phủ này, các nhà hoạch định chính sách này, nhà quản lý này và khối tư nhân để cùng nhau mà xây dựng và phát triển những cái giải pháp bền vững trong chăn nuôi. Đặc biệt là INRI có những cái mô hình hỗ trợ và phát triển những cái kỹ thuật đối với địa phương, thì cái đó cũng mang lại những cái lợi ích rất thiết thực và trực tiếp cho ngành chăn nuôi. Kể từ sau đại dịch COVID-19, INRI cùng các đối tác tăng cường hợp tác phòng chống nguy cơ các bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người ở Việt Nam. Trong các đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi, INRI và các đối tác đánh giá tác động kinh tế và đưa ra các khuyến nghị kịp thời cho các nhà hoạch định chính sách. INRI cũng hỗ trợ nông dân áp dụng các biện pháp an toàn sinh học với chi phí thấp thông qua việc thiết lập các mô hình trang trại trình diễn. Gần đây, INRI cùng Viện Thú y tích hợp giải pháp số vào quá trình giám sát và kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ nông dân và các cơ quan chức năng. Từ năm 2015, INRI hỗ trợ nhóm công tác kỹ thuật về an toàn thực phẩm tại Việt Nam và từ năm 2021 đảm nhận vai trò đồng chủ trì, giúp nhóm trở thành một phần của đối tác Một Sức Khỏe Việt Nam, OHP, hỗ trợ OHP có những bước tiến quan trọng nhằm giải quyết các vấn đề về an toàn thực phẩm, kháng kháng sinh và bệnh lây truyền từ động vật sang người. Đóng góp của INRI
cho Việt Nam là phối hợp với các đối tác trong nước, đặc biệt là các đối tác dưới địa phương, để cùng nhau xác định những cái vấn đề ưu tiên trong cái chuỗi thực phẩm và phát triển nông nghiệp, đặc biệt cho vấn đề phòng chống dịch bệnh lây truyền giữa động vật và người. INRI tích cực tích hợp các yếu tố giới trong các dự án tại Đông Nam Á, tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ và nam giới trong các lĩnh vực chăn nuôi. Các chương trình của INRI không chỉ giúp phụ nữ đảm nhận vai trò lãnh đạo mà còn khuyến khích thanh niên tham gia vào nông nghiệp bền vững. Tôi tin tưởng rằng cái mối quan hệ giữa INRI và ASEA thì chúng tôi sẽ còn đồng hành cùng với nhau trong nhiều thập kỷ tiếp theo. Lý do là chúng ta nhìn thấy là cả hai bên đều có những cái mối quan tâm chung, ví dụ như là về an ninh lương thực, an ninh sinh học, đều là những đối tác rất là tích cực trong những cái diễn đàn về an toàn thực phẩm hay là một sức khỏe. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, INRI giới thiệu chiến lược mới mang tên Khai thác tiềm năng chăn nuôi bền vững thông qua nghiên cứu để cải thiện cuộc sống và hành tinh 2024-2030. Với cam kết cải thiện cuộc sống tại các nước có thu nhập thấp và trung bình thông qua nghiên cứu chăn nuôi, INRI sẽ góp phần xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm công bằng và bền vững. Đông Nam Á sẽ tiếp tục là một khu vực chiến lược của INRI và chúng tôi sẽ không ngừng phát triển các mối quan hệ đối tác để hướng tới cuộc sống và môi trường tốt đẹp hơn nhờ chăn nuôi bền vững.